là hai người, bà ấy là hai người ngoại đạo đến để chơi mà nhờ bà đi xã ơi dùng được con. Dạ, con xin tình cho cha hai. Thôi thôi, bắn tắt về đây gì? Bà tên là Mã Nghe, Phần Việt Kiều, ở Việt Thành Thủy. Dạ, chị Thân Tây, con lên đây để tâm chỉnh các cái bụng lắm. Là con đau đặng này. Rồi khi mà bắt đầu mà nó chạy để ba bệnh viện, trắng đây lắm, ba trắng, một trắng đây lắm bởi vì bệnh viện của việc học cái việc cho con tôi dạy cái đó mà tin ra bệnh của con là bình thần. Thì khi mà họ à dạ bình thần thì họ cứ chạy thần thì nó sợ nó khóc, thì khi con chạy ra là con bị xịt nước xỉu, thì cả anh chị em của con là cố đến để con về một chỗ để chôn. Thì khi đó ba tôi cha cỏ của giáo sĩ Tân Thải để làm phép chôn con. Rồi cái này thì xong rồi, giờ sau khi con tỉnh lại, con tỉnh lại con sợ cái ngày hôm nay, thì hôm nay con cũng đến đây để đang chỉnh chỉnh cảm ơn cha và cảm ơn anh nhiều. Tôi xin chúc chúng ta là một người riêng và bị bệnh thân và bác sĩ đã trả về, bệnh viện trả về là bác sĩ giàu chuẩn bị là chôn, nhưng mà chị đã được Chúa cứu và hôm nay chị đang đến đây trước mặt chúng ta để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con nhận được món quà xuân đây, thưa chị em, đây là cái dấu mà tẩy thân đây ở trên tay, còn dấu chính đây chúng ta nhìn thấy là con